bệnh. Giải độc gan Tuệ Linh chuyên biệt cho người viêm gan virus, xơ gan. Thính giả Hà Huy Hiệu ở thị trấn Đầm Rơi, huyện Đầm Rơi, tỉnh Cà Mau hỏi: đóng góp nổi bật của tiến sĩ Nguyễn Huy Nhuận trong lĩnh vực giáo dục ngoại giao của đất nước ta là gì? Về câu hỏi này, nha. Bình thường thì cứ mỗi dịp lễ đến là Nhật Trọng thường lựa chọn là ở nhà quây quần với gia đình thôi. Bởi vì là đi đến một danh lam thắng cảnh gì hay là một khu du lịch gì đấy, vui chơi gì đó cũng đều rất đông người trong những dịp nghỉ lễ và cảm thấy nó rất là quá tải luôn. Nhưng mà chắc là với không gian thoáng đãng của biển, của vịnh thì sự lựa chọn này là tuyệt vời, đúng không anh? Thế ngoài việc dành quãng thời gian 3 ngày nghỉ lễ để cùng đi du lịch Vịnh Hạ Long với cả những người thân trong gia đình thì không biết là anh còn có kế hoạch gì nữa không ạ? Cho riêng cá nhân mình ạ. Thì sẽ gói gọn trong mấy ngày đó thì cũng thực ra mà nói thì cũng gần sau đó là tổ chức ăn uống rồi nghỉ ngơi lại. Như là mình có một cái khoảng thời gian thư giãn sau những cái ngày làm việc vô cùng căng thẳng và vất vả vừa qua, phải không ạ? Nhưng mà cũng rất là đáng quý khi mà trong những ngày nghỉ lễ như thế này mà quý vị thính giả, nhất là những thính giả đã kết nối trực tiếp lên để cùng trò chuyện với chúng ta ngày hôm nay, đã dành thời gian của những ngày nghỉ lễ quý báu để mà chia sẻ, để kể cho cánh cửa âm nhạc nghe những cái câu chuyện của bản thân mình, cũng như là để cho chúng tôi có cơ hội được gửi tặng đến quý vị những bài hát vô cùng ý nghĩa trong những ngày nghỉ lễ vô cùng đặc biệt như thế này. Không biết là ngày hôm nay khi mà anh Hải kết nối với chương trình cánh cửa âm nhạc của trưa này thì những cái thể hiện chương trình Nhật Trọng và Minh Quân có thể đáp ứng hay là gửi tới anh món quà âm nhạc gì đó không ạ? Qua chương trình hôm nay, nhờ chương trình phát cho bài hát Em ơi Hà Nội phố. Bài hát này gửi cho Em ơi Hà Nội phố. Dạ vâng. Không biết là thông qua bài hát này thì anh có nhắn gửi đến một ai đó với cái lời nhắn gì không ạ? Cái bài hát này thì là gửi chung cho tất cả mọi người nghe chương trình và những người thực hiện chương trình thôi. Dạ vâng. Độ này thì Hà Nội cũng đã vào thu rồi đúng không ạ? Dạo này khi mà đi trên dọc đường Kim Mã, những tuyến đường lớn ở thủ đô Hà Nội thì Nhật Trọng bắt đầu cũng đã thấy thoang thoảng mùi hoa sữa rồi đây. Nhưng mà nói chung là dù nói là mùi hoa sữa là đặc trưng của Hà Nội nhưng mà chắc là... Dòng thời sự chiều phát sóng trực tiếp trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong khung giờ tiếp theo từ 17 giờ đến 17 giờ 50 phút, chúng tôi gửi đến quý vị những nội dung sau. Để gói hỗ trợ 62.000 tỷ không vào nhầm người khán giả là nội dung được bàn luận trong dòng chảy sự kiện với sự tham gia của luật sư tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao, viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách Pháp luật và Phát triển. Quý vị thính giả quan tâm muốn gọi điện đặt câu hỏi cho khách mời, gọi đến số điện thoại 0243 934 1040 và 0243 5563 563. Lướt nhanh các trang báo mạng có thông tin gì hấp dẫn, chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị trong mục điểm báo. Không gian văn hóa là nội dung Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa văn hóa nghệ thuật bắt nhịp trở lại. Thường lệ, bây giờ là những tin tức thời sự chúng tôi vừa cập nhật. Thủ tướng Chính phủ quyết định xuất cấp gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ 2 tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị để hỗ trợ cho người dân trong thời gian giáp hạt năm nay. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền hơn 1.400 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh của hai địa phương này. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo. Ủy ban nhân dân các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định. Các cơ quan chức năng của Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản hôm nay đã thực hiện thành công chuyến bay đưa hơn 300 công dân Việt Nam tại Nhật Bản gặp khó khăn trong dịch Covid-19 về nước. Các hành khách trên chuyến bay này đều tỏ sự cảm động khi được chính phủ, các cơ quan chức năng, đặc biệt là Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tạo điều kiện về nước trong tình hình dịch Covid-19 vẫn có những diễn biến phức tạp. Hôm nay, lãnh đạo hai đơn vị là Cục Thuế và Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh cho biết đã có báo cáo giải trình bước đầu với Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan liên quan đến nghi vấn nhận hối lộ
từ công ty trách nhiệm hữu hạn Denma Việt Nam của một số công chức thuế hải quan tỉnh này. Trước đó, cuối tuần qua, Văn phòng Chính phủ có công văn gửi Bộ Tài chính, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh xác minh thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. Theo công hàm của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, một số hãng thông tấn báo của Nhật Bản đưa tin công ty trách nhiệm hữu hạn Denma Việt Nam, công ty mẹ tại Tokyo, Nhật Bản đã khai báo hai lần hối lộ tổng cộng 25 triệu yên, tương đương hơn 5 tỷ đồng cho một số cán bộ công chức Việt Nam. Công hàm khẳng định hành vi này đã vi phạm luật phòng chống cạnh tranh không lành mạnh của Nhật Bản. Xin chuyển sang các tin tức thế giới. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay tuyên bố kiên quyết phản đối và sẽ phản công nếu Mỹ can thiệp vào vấn đề Hồng Kông. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh. Đây là tuyên bố mới nhất vừa được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đưa ra trước những động thái của phía Mỹ khi đề cập đến dự luật an ninh Hồng Kông vừa được công bố tại kỳ họp thường niên của Quốc hội Trung Quốc. Ông nhấn mạnh, Hồng Kông là của Trung Quốc, công việc của Hồng Kông là vấn đề nội bộ của nước này. Việc lập pháp đối với đặc khu này thuộc phạm vi chủ quyền của Trung Quốc, Mỹ không có tư cách nhúng tay can thiệp. Những lời tuyên bố và đe dọa trên được phía Trung Quốc đưa ra sau khi Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O'Brien hôm qua cho biết Nhà Trắng có thể sẽ không chứng nhận mức độ tự trị cao của Hồng Kông và sẽ có các biện pháp trừng phạt đối với đặc khu này và Trung Quốc đại lục. Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi người dân tin tưởng và trao cho ông một nhiệm kỳ 4 năm nữa với lời hứa hẹn nền kinh tế Mỹ sẽ phục hồi mạnh mẽ trong năm 2021. Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra lời kêu gọi này trong bối cảnh kinh tế Mỹ đang đối mặt với cuộc suy thoái nghiêm trọng với hơn 38 triệu người mất việc làm. Không chỉ đề cập thời gian năm sau, Tổng thống Donald Trump còn đưa ra quý 4 năm nay như một cột mốc phục hồi của nền kinh tế với những con số tuyệt vời. Tuy nhiên, phải đến năm sau, các báo cáo kinh tế của quý 4 mới được công bố. Giới chuyên gia cảnh báo rằng viễn cảnh mà Tổng thống Donald Trump hứa hẹn là bất khả thi khi tính đến mức độ nghiêm trọng của cuộc suy thoái lần này. Theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội, nền kinh tế lớn nhất thế giới này sẽ phải mất nhiều năm mới có thể phục hồi. Chiều nay, Nhật Bản đã chính thức bãi bỏ tình trạng khẩn cấp do dịch COVID-19 đối với 5 khu vực còn lại là Tokyo, Kanagawa, Chiba, Saitama, Hokkaido. Như vậy là cho đến nay thì toàn Nhật Bản đã không còn áp dụng tình trạng khẩn cấp. Phóng viên Bùi Hùng, thường trú tại Nhật Bản, đưa tin. Bộ trưởng Tái thiết Kinh tế Nishimura cho biết, đến nay dựa trên các yếu tố như tình hình nhiễm bệnh, năng lực đáp ứng y tế, hoạt động giám sát lây nhiễm đã có những tiến triển tích cực. Do đó, không cần phải tiếp tục áp dụng tình trạng khẩn cấp đối với những khu vực còn lại. Theo đó, hoạt động kinh tế, xã hội sẽ được tái mở trở lại theo từng giai đoạn. Và các hoạt động khác như ra ngoài, tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí sẽ được nới lỏng hơn dựa trên nguyên tắc song song thực hiện vừa phòng chống dịch bệnh, vừa duy trì hoạt động kinh tế xã hội. Bộ trưởng Nishimura cho rằng, để đến lúc tình hình dịch bệnh trở về bằng không là rất khó, do đó phải thực hiện cách sinh hoạt mới, nhưng không được lơi là việc giữ khoảng cách khi tiếp xúc, tránh nơi đông người, nhằm ngăn ngừa sự tái diễn của dịch bệnh lây lan trên diện rộng và tập thể. Ngay sau đây là những thông tin thời tiết mà chúng tôi vừa cập nhật. Do vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển trở lại, nên ở các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Các tỉnh Trung Bộ như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, ngày nắng nóng, nên nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ. Vùng núi có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ từ 37 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Từ chiều tối và đêm nay, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông diện rộng, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Riêng các tỉnh